Laptop kim loại thì đấy các bạn biết rồi, MacBook rất nhiều dòng sản phẩm cao cấp, Ultrabook các kiểu. Laptop nhựa thì sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên các bạn đã bao giờ thấy một chiếc laptop mà có mặt lưng phủ vải chưa? Đúng vậy, chỉ 18 triệu đồng thôi. Các bạn đã có một chiếc laptop Ultrabook, thiết kế thì cũng tương đối là sang trọng đấy. Và mặt lưng thì cực kỳ là ấn tượng ở đây. Lenovo Yoga 6 hôm nay hãy để mình đánh giá về chiếc laptop này nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại VLab, mình là Huy Thành. Đầu tiên nói qua một chút về tỷ trọng cấu hình thì máy mình đang có đây là chạy con chip AMD Ryzen đời 6, chính xác mã là R5 4650U, đi kèm với GPU AMD Radeon Graphics. Tất nhiên là không có cặp màn hình rồi, bởi vì các bạn nhìn này, thiết kế rồi giá tiền rồi kể cả những con chip như vậy thì chúng ta đều biết đây là một mẫu Ultrabook không quá là hướng tới hiệu năng, đúng không? Do đó thì ngay khi chạm tay vào chiếc laptop này, mình cũng chỉ tập trung vào những trải nghiệm cơ bản hay là những trải nghiệm thực tế thôi. Và nếu mà nói về những trải nghiệm cơ bản thì mình thấy trong mức giá con này là một con laptop ok phết. Đầu tiên là giá nó khoảng 18 triệu đồng. Mức giá này thì các bạn có thể tham khảo link ở dưới phần mô tả video để mua tại Cellphones. Ngoài ra các bạn đừng quên, Cellphones cũng là đại lý ủy quyền chính hãng Apple, cũng bán rất nhiều các mẫu điện thoại mà chúng mình đã có làm review từ trước đến nay. Link mình sẽ để hết ở dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo nha. Quay trở lại với 18 triệu thì các bạn sẽ có gì? Đầu tiên hãy nói đến cái mặt lưng của nó. Đây là một mặt lưng phủ vải bình thường. Và nói thật là phía mặt A của chiếc laptop này ấn tượng thật. Nhưng mà nếu so với kiểu vải Alcantara cao cấp trên với con Surface 40-50 triệu thì không bao giờ có chuyện ăn được các bạn ạ. Mà kể cả Microsoft Surface các bạn dùng tầm 2 năm, cùng lắm là 3 năm nó cũng sẽ tã. Thì các bạn hiểu là mặt lưng ở trên chiếc laptop này nó như thế nào, đúng không? Nhưng mà các bạn yên tâm, đây chỉ là phủ đấy nha. Phía dưới vẫn có một lớp chất liệu khác đủ cứng để bảo vệ tấm màn cho chiếc laptop này. Ngoài ra những yếu tố khác về mặt thiết kế thì cũng tương đối là giống những chiếc Ultrabook hiện tại thôi. Cân nặng là khoảng 1,32 kg. Máy thì không quá là mỏng bởi vì đây là dạng màn hình xoay lật 360 độ. Bản lề thì cứng và chắc chắn, nhưng mà các bạn sẽ không thể mở được bằng một tay mà các bạn sẽ phải dùng hai tay để thao tác. Ngoài ra thì thân máy cũng được trang bị tương đối đầy đủ cổng kết nối. Các bạn sẽ có hai cổng USB Type 3, có jack tai nghe 3.5, có hai cổng Type C. Tuy nhiên thì chỉ một cổng trong số này ở góc bên này này. Đó, thì các bạn có thể cắm vào đây để sạc được. Có một yếu tố rất hay, đấy là các bạn có thể che webcam của chiếc laptop này bằng một công tắc gạt ở phía trên. Và đây là che bằng phần cứng nhá, sẽ có một cái tấm nó chắn lấy camera luôn, chứ không phải che bằng phần mềm. Các bạn khi mua máy sẽ được tặng kèm trong hộp một chiếc bút cảm ứng để thao tác dễ dàng hơn với màn hình của Lenovo Yoga 6. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa bao giờ đánh giá cao cái khả năng hỗ trợ cảm ứng của Windows cả. Kể cả bây giờ mình đã cài Windows 11 vào chiếc laptop này. Về giao diện thì cũng đẹp đấy, về hiệu năng thì trông có vẻ cũng mượt mà các thứ, nhưng mà tính năng hỗ trợ cảm ứng thì vẫn chưa thật sự tốt. Và các bạn lưu ý nha, lên Windows 11 thì chính thức chúng ta đã không còn chế độ tablet nữa rồi. Đó, Microsoft sẽ trang bị những tính năng khác để bù vào đây, nhưng mà chi tiết hơn thì các bạn có thể đón chờ một video tương lai. Mình sẽ làm đánh giá chi tiết về Windows 11 khi nó ra cái phiên bản chính thức, cả hiệu năng này, cả trải nghiệm với laptop giá rẻ, tầm trung cao cấp và cả những mẫu laptop đặc biệt như thế này. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng màn hình của chiếc Lenovo Yoga 6 này tệ, mà chúng ta sẽ có một số điểm mạnh như là công nghệ màn hình là IPS cho góc nhìn tốt, độ sáng cũng vừa phải, chất lượng hiển thị thì cũng không phải là quá tuyệt vời, mình có đo các thông số cũng không phải là quá chính xác đâu. Tuy nhiên là do mặt phủ gương bóng lại còn có hỗ trợ cảm ứng các thứ, cho nên là mọi thao tác hay là mọi trải nghiệm hiển thị của mình trên tấm màn của Lenovo Yoga 6 ấy, mình đánh giá là ổn trong phân khúc. Đi xuống những phần thiết kế ở bên dưới, mặt B và mặt C, thì mình đánh giá rằng thiết kế đều có hướng đơn giản, bàn phím vắt cong nút lại hơi giống những dòng ThinkPad. Tuy nhiên trải nghiệm bấm thì tất nhiên là không bằng được. Phím thì khá nảy, kích thước của phím vừa phải, khoảng cách giữa các phím thì tương đối lớn. Và thời gian để mình có thể làm quen với bàn phím của chiếc Lenovo Yoga 6 này là rất nhanh. Mình có thể kiểu bây giờ mình gõ hoàn toàn không cần phải nhìn bàn phím, rất là dễ dàng. Có đèn nền màu trắng và phía dưới cùng thì có trackpad, không phải quá lớn nhưng mà cũng không quá nhỏ. Thao tác của mình thì cơ bản là đủ. Thì cuối cùng chốt lại, mọi cái trải nghiệm gõ, vuốt chạm hay là những cái cảm biến vân tay chẳng hạn đều rất là ok. Gọi là trong tầm giá 18 triệu mình nghĩ cũng khó có một chiếc laptop kiểu Ultrabook nào mà có thể hoàn toàn cạnh tranh được với chiếc Lenovo Yoga 6 này ở mọi yếu tố như vậy. Hãy nói về cấu hình một chút, 18 triệu bây giờ nếu mà mua hàng mới, các bạn đã có thể tiếp cận được những mẫu laptop theo kiểu là không phải là laptop gaming nhưng mà sẽ là laptop có cấu hình tương đối ổn và cũng sẽ có những cái tản nhiệt ok, kiểu dòng Aspire của Acer hay là dòng VivoBook, những phiên bản FX các thứ chẳng hạn. Đó, còn với chiếc Lenovo Yoga 6 này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi một chút bởi vì nó là Ultrabook mỏng nhẹ, màn hình cảm ứng. Nhưng mà mình cảm nhận được rằng là cấu hình của chiếc laptop này không phải là quá yếu đuối nếu so với những cái chiếc laptop kia. Nó chỉ yếu đúng một cái thôi, đấy là nó không có GPU rời. Còn con chip AMD Ryzen 4650U trên chiếc laptop này thì cho mình hiệu năng khá là tương đương với cả 1135G7,
Core i5 của Intel á. Và nếu chỉ nói về thông số không thì thật ra là cũng tương đối ấn tượng, bởi vì chúng ta sẽ có 6 nhân, 12 luồng, trong khi 1135 G7 thì chỉ có 4 nhân 8 luồng mà thôi. Xét về đa nhân, đa tác vụ các thứ thì con chip này mình thấy ok hơn trong tầm giá rồi. Ngoài ra điểm số Cinebench các thứ thì mình thấy điểm cũng ổn. Tuy nhiên, nếu mà nói về nhiệt độ thì đây không phải là một chiếc laptop xử lý tốt cái vấn đề này. Bởi vì là khi mình sử dụng nặng á thì CPU lên tới là 86 độ C, còn GPU thì loanh quanh khoảng 70 độ là cao nhất. Phần chiếu nghỉ tay của mình này sử dụng thì tỏa ra cũng tương đối đấy các bạn, cũng khá là ấm tay đấy. Còn với các tác vụ cơ bản thì nhiệt độ ổn định hơn ở mức là khoảng 45 độ C. Và cả trường hợp thì các bạn lưu ý là mình đều test trong phòng điều hòa nhiệt độ khoảng từ 24 cho tới 25 độ nha. Và cuối cùng thêm một điểm nữa mình thất vọng từ một chiếc Ultrabook, đấy là viên pin. Pin trên này các bạn sẽ có là 60Wh đi kèm một cục sạc Type-C 45W tặng kèm. Tuy nhiên là trong những tác vụ mình sử dụng, kể cả là mình có giảm độ sáng màn hình xuống mà mình dùng rất nhẹ nhàng thôi, thì pin của Lenovo Yoga 6 đáp ứng cho mình khoảng 4 đến 5 giờ sử dụng liên tục. Thật ra 4 đến 5 giờ này mà từ tầm năm ngoái ấy, thì có thể là mình sẽ không yêu cầu gì. Nhưng mà năm nay chúng ta đã bắt đầu có những chiếc EM1 này, chúng ta đã bắt đầu có những chiếc Intel Evo với pin rất trâu, thì một chiếc laptop như Lenovo Yoga 6 trong tầm 18 triệu mà pin khoảng 4 đến 5 giờ thì có thể coi đó là một điểm yếu tương đối lớn của chiếc laptop này. Còn ngoài ra tất cả những yếu tố khác thì mình trải nghiệm tương đối ổn. Không, không phải tương đối ổn, trên mức ổn, khá tốt. Mình sẽ chấm cho nó trung hòa tổng quan là khoảng 7,5 cho tới 8 điểm trên 10 với cái thang điểm cá nhân của mình. Các bạn sẽ có máy mỏng nhẹ 14 inch, nhét ba lô, nhét cặp thoải mái, có màn hình cảm ứng để có thể thao tác dễ dàng hơn bởi vì cái trackpad này thì hơi nhỏ, bàn phím gõ tốt, nảy, sáng, cấu hình đủ để đáp ứng những nhu cầu học tập làm việc. Còn tất nhiên là chơi game thì không thể rồi. Thế thì các bạn còn yêu cầu gì hơn nữa? Khoảng 18 triệu thôi. Thì đó, các bạn nghĩ sao? Có thể để lại comment ở bên dưới. Và đừng quên, nếu các bạn muốn mua chiếc laptop này hoặc rất nhiều mẫu laptop và điện thoại khác, tham khảo ngay link ở dưới phần mô tả video tại Cellphone S. Đó, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.